Cho thầy và các bạn sẽ đang trình bày mặt giao tiếp giữa vị điều khiển với mức độ 32 lần đầu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần cứng. Thì mặt giao tiếp giữa vị điều khiển với mức độ 32 lần đầu thì gồm có các phần sau. Đầu tiên là con bít 18 F 4550, hơi C chốt đó là bài bóng HC573 và bóng IC thanh di dịch đó là bài bóng HC595. Thì đầu tiên ta sẽ đến với con bit 18F4550. Thì 18F4550 là con bit điều khiển các thiết bị ngoại vi, xuất dữ liệu ra bên ngoài, xuất dữ liệu qua hơi IC chốt thông qua bậc D, và nó sử dụng hơi tín hiệu điều khiển đó là SK và IDO để điều khiển. Tiếp theo là hơi siêu chốc bài bóng HCNA máy bò. Thì hơi siêu chốc này nó đều có hơi tín hiệu điều khiển đó là LA và OA. Trong đó là A là tín hiệu điều khiển chốc, còn OA là tín hiệu điều khiển để xuất dữ liệu. Hơi chăn LA của hơi siêu chốc này thì được điều khiển bởi hơi chăn RD0 và RD1 của vi điều khiển. Khi LA tích cực mất cầu thì nó sẽ cho thông dữ liệu từ vi điều khiển vào trong mặt, từ điều khiển vào trong mặt chốt của IC chốt. Thì có tiếng, nó sẽ thông qua các tiếng, nó sẽ cho thông có tín hiệu từ RD hơi đến RD 7 thông qua các chân RD hơi đến RD 7 của IC chốt cùng chân OA. Chân OA ở đây thì nó sẽ cho phép xuất dữ liệu từ bên trong mạch IC chốt để ra các chân từ Q0 đến Q7 để điều khiển các thiết bị phía sau. Thì ở đây mức độ này thì OA nó được nối đắp để dữ liệu luôn được xuất, luôn được cho phép xuất. Tiếp theo đến là theo ta sẽ đến với bóng IC thanh di dịch, bài bóng HC này chính năng. Ở mức độ này thì bóng IC này được điều khiển bởi bóng tín hiệu đó là SCK, SDO, RCK 30Hz và D 30Hz. Trong đó SCK là dùng để cấp xung CK cho bóng IC thanh di dịch, SDO là dùng để dịch dữ liệu nối tiếp. RCK 30Hz là tín hiệu điều khiển tập dữ liệu song song từ bên trong IC thanh di dịch ra bên ngoài để điều khiển LED. Còn D30Hz là tín hiệu cho phép xuất dữ liệu, là nó sẽ cho phép xuất dữ liệu từ trong IC thanh di dịch để ra bên ngoài có thể điều khiển 30Hz. Và đó là hai phần cứng của mức độ giao tiếp giữa 30Hz đơn với vi điều khiển. Sẽ là đến với phần chương trình. Thì đây là chương trình em đã biết sẵn, chương trình sóng dòng 30Hz. Dòng đầu tiên đó là cơ bó thư viện. Tiếp tiên sẽ là cơ bó thư viện, và thư viện này là thư viện có sẵn, thư viện TV Bikit ship hộ. Tiếp tiên là cơ bó biến, size in tốn là cơ bó biến, size in tốn là cơ bó biến có giáo, và size in t bờ hơi là cơ biến không có giáo. Chúng sẽ đến với chương trình con. Chương trình con thì có sử dụng 30Hz. Thì dòng đầu tiên là ta cho led chạy từ đầu tiên nó còn 30Hz. Tiếp theo là I1 bằng I, là ta sẽ gắn giá trị I1 bằng I lúc đầu nó bằng 0, I2 bằng 1 là ta gắn giá trị ban đầu của I2. Dòng lập tiếp theo là lập em nhé dịch led. Dòng y bằng I1 cộng với hơi là ta sẽ đưa giá trị dữ liệu bit xóm. Khi mà I1 đó là bằng 0 cộng với hơi thì lúc này y sẽ bằng 1.
xuất dữ liệu 32 header một cái bộ vật là ta sẽ xuất dữ liệu ra 32 led à, delay mã x 10 giây là để ta có thể thái được led sáng tác y bằng y hơ. Dòng này là ta dùng để dịch các bức sáng. Tiếp theo ta sẽ đến với trình tính thì quay mang dòng này là dùng để cho ấp bọt IC chốt, là dùng để cấu hình cho bọt, cấu hình cho bọt D dùng để điều khiển IC chốt. Quay chu là vòng lập vô tận, ta sẽ gán giá trị y bột không và chương trình con sử dụng 32 led. Khi nó thực hiện xong chương trình con sử dụng 32 led thì nó sẽ thoát ra và lúc đó y bằng không thì nó lúc đó khi 32 led đặt sáng thì khi y bằng không thì 32 led sẽ tắt và nó sẽ quay lại một vòng lặp như thế. Sau đây là phần chạy chương trình. Phần đăng bài của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.